Ấy. Ngém. Mới ghém. Chua. Ăn này. Ăn chưa? Ăn chưa? Ăn cơm. Bãi mơ. Mơ dập. Mơ dập đá. Còn này gọi là mơ mai à? Mơ mai là mơ mai nhưng mà chua lắm. Là vạn trục. Để hết răng. Mấy gói bột canh à? Một à? Mơ mai. Đang tìm tổ ong baby kia. Chưa thấy các bạn. Ai sọt. Rồi này cắt vào cái gốc đa rồi xưa rồi. Thấy rồi. Đang chuẩn bị. Anh em nhòm tứ tung. Thì ra là nhòm từ tổ ra. Cái con lúc nãy về đây là cũng con này thôi. Thế anh bảo là ở đây á. Hả? Chết kia vẫn còn tổ. Đéo nó đi toàn đi dọc lên. Nhưng mà có bên tổ bên kia là vẫn có. Chưa, tổ này tổ khác thôi. Trên thôi anh, ở bên kia em ở 7 8 con bên kia lên em thấy chắc chắn luôn đừng có là bây tổ giờ trên. Em biết đường thôi. Được không? Tí biết đường tí mình lại lên đấy. Trên đây có một tổ mà anh cắm vô. Đây các bác này. Bé mà dài. Anh Hiệp đang đốt đuốc. Tổ này bé mà dài thật đấy. Bầu dài. Bầu dài đấy. Bầu có khi khả năng xuống đến tận cái cành dưới này đấy. Đến chỗ gập kìa. Đến chỗ gập đấy, đến chỗ gập đấy nhỉ. Ôi. Đây nhìn các bác nhìn rõ này. Tổ dài đúng không? Bông thì chẳng thế. Bông là được 7 8 cân này thôi. Tầm đấy đấy. Tuần này tầm đấy đấy. Đấy, mày chưa? Các bác mày chưa? Có một anh họ đang cắt cây ngay đây rồi đấy. May mắn là anh em chúng tôi đến trước. Vào đúng cái gốc sung. Gốc cây ưa chuộng, gốc cây này trơn lắm. Em có gốc à? À em cũng lấy rồi à? Nhưng mà phải mài nhọn thì gốc rồi, nhưng mà cái kia cây to không dám lên đâu, cây to mình không dám cầm dây đâu. À. Bầu nó dài thôi. Bầu dài đấy, bầu to. Hôm trước em lên em trèo cây mới nhà em trước hết rồi, tẩn hơi mới trước ấy. Hôm đó á? Cây mỡ em trèo tổ ong. Em lên 2-3 lượt trước hết. À, lên thử, hỏng hết cây. Được, nhưng mà đau chân lắm, phải đi ủng thôi. Không đủ. Đây, anh em chúng tôi đốt cái lửa này xong rồi chuẩn bị lên. Giờ đang định hướng các bạn, định hướng cái hướng để mà cho khói nó lên, nhưng mà bây giờ thì gió khói nó thốc ngược lên đằng này nên rất là khó. Anh em đang định mà tính là lấy một cái bó đuốc lên hun nhưng mà không biết là có an toàn hay không. Còn nếu mà trường hợp mà không được thì bắt buộc phải đóng một cái đống củi thật to ở đây thì mới có thể khói nó mới thốc lên trên được. Xung quanh này thì cũng may mắn thôi các bác, là có nhiều củi, toàn củi dây nhiều nhỉ. Dây mà cháy mà đây nó cháy âm ấy. Đấy. Gần 20 mét còn lên được, hỏi anh Danh mà anh Danh chuyên gia nhóm lửa ở đây rồi. À. Danh chuyên gia nhóm lửa. Chuyên đánh dưới gốc. Trên này. Mạnh trên trèo nhưng mà Mạnh hôm nay giờ đi tìm ấy rồi các bạn. Mạnh đi chơi rồi tìm vàng rồi. Có thốn rồi. Có người mới tham thì chân ta buộc đẩy để chắc để cái nó. Nó chỉ quan đấy. Bữa lai lai. Món súng này tôi đứng này. Tôi phải lao đêm trước. Nà, cứ yên tâm. Tức mi mà, hiểu mà, tức vừa đẩy mà, để hạ cân mà, tức mi mà. Đây. Tức cái cả. Mi có cân tức cả. Đây anh Hiệp, đúng rồi, anh Hiệp năm nay. Anh Hiệp đánh nó hay có mật. Cân này, đeo pen này này.
tuần này chắc chỉ 3-4 cân thôi. Nghĩ là như thế đây. Lại tính là to nhưng mà chưa biết thế nào cả. Anh để lên chỗ của em kìa, tí em cầm đi luôn. Giấm đi chảo, giấm đỡ lo nó rồi. Giấm cái lo chảo nó rồi. Để lấy xong cái bụt mà để lên. Rồi chảo mà. Cái anh lên chưa? Anh Hiệp dạo này đánh toàn tổ to các bạn. Để cho anh Hiệp lên tổ cây này. Khói còn chưa biết là liệu có lên. Chưa biết là có lên được không. Cái ông cắt cơ lốc này ông ấy xít thấy rồi đấy. Ông cắt lên trên này là thấy đấy. Ây à, khói lại xuống dưới rồi. Cao thủ trèo cây của chúng ta đang lên. Đã hết sạch. Đã hết sạch. Ui, tổ này bầu đẹp nhá. Ui, tổ này bầu đẹp. Không có con nào bầu đẹp lắm, không có phần hoa chứ. Không có phần hoa luôn. Không có phần hoa. Này bác, tổ nó non này. Tổ nó non tự nhiên là nhộng bịt hết rồi. Cái bầu nhìn ác thế cái tổ này. Bầu đẹp thật đấy. Cái bầu chúng ta theo cái đợt này. Cái tổ dài mà như thế này thôi. Theo cái đợt này là mật nhiều đấy. Còn nhiều luôn. Ôi, Hiệp lên đến rồi. Tổ này chỉ cắt bầu thôi. Mà cái cành xuống to tướng. À, nó trở lên bên trên. Ông có thể đây làm vứt lông không? Cắt bầu rồi. Cắt thôi anh ấy. Anh ấy, đây là trường hợp bắt buộc các bạn, ông ấy không chạy được rồi. Nghĩa là không có khói nên anh ấy không thể chạy được. Con. Chắc anh ấy bị đốt rồi nên anh ấy phải cắt nhộng đi để tránh cái con ong nó theo. Rất tiếc các bạn. Rất tiếc là đã phải cắt. Trường hợp này thì không thể tránh khỏi được rồi. Đây về anh ấy đang lấy cái cục mật. Đấy, khói đầy đấy. Khói đầy nhưng mà lại không vào người đâu. Đấy, tầm này rồi. Sang bên kia. Đấy, cái phấn hoa đâu nhỉ? Phấn hoa đây, để đây thôi. Đây, phấn hoa này các bạn. Phấn hoa ấy rồi. Đây con hoa này. Con hoa này là gì đây? Nó bắt đứa nữa. Đó là nó nằm nghe cái đấy. Con hoa này rơi xuống đây. Tầm chục ngày đây. Đây con hoa đây. Tí quá nhà cái miếng nhộng không biết thế nào được. Nó đang tốt đẻ. Thế là thì ông nó xuống nhiều này. Mặt con gói vào trong đẫy rồi. Thôi. Nhộng chín à? Rồi nhộng các bạn. Đây, ông đang gói vào. Bốn cân. Chắc tầm khoảng tầm đấy. Loại này nếu mà để khoảng tầm độ phải mấy ngày nữa phải 7-8 cân. Mà không thể biết trước nào được. Bởi vì ngay dưới này thì các bác cũng thấy có họ cắt cơ lốc ở đây đúng rồi này. Đây rất được rồi. Đấy, ong nó xuống này các bạn, là xuống với lửa nhiều lắm này. Này, cách này có thương này. Lấy xem mật này các bác. Đây, cái mật xuống đây rồi.
4 cân 7. Ở phần hoa hay sao bên kia mà 1 cân rưỡi à? Nhưng gì thế ạ? À còn mẫu ít phần hoa. Lọc đây luôn đi. Đây, anh em lọc luôn đây. Ui ui, cục mật đẹp. Ê nhờ mật vàng thế. Ô anh ấy không buộc à? Ai da, liều. Liều, liều thật. À đây các bạn. Ôi này, mật ngon thế. Đây hết ống mật đầy nhỉ. Mật vàng đầy hết luôn này. Có phấn đấy, có phấn. Có dưới mà. Có. Đây. Ui cái tổ này bồng dài anh chưa? Bồng dài. Tổ này mà để một tuần nữa thì em gặt. Ôi cái này phải 4 cân. Ôi lấy cái que này ra đi. Okay. Cái này phải hơn 4 cân. Phải có 4 cân rưỡi, 4 cân 4 cân 7 đấy. Nhanh nhanh anh. Ừ, này khi mở mật ra thì ong nó về này các bạn. Ong nó về rất là đông. Bố mở thách ngoại. Ôi. Ôi giời. Về chi chít luôn. Chiến ngay. Ừ. Mì văn là đúng khi mà to cả. Không biết đâu. Ừ. Bục cắt đũa nha khẩu. Anh bị phát nào? Bị phát à? Bục cắt trong khẩu mới bục cắt đũa. À, anh ấy đang ở trong khói để tránh nghe. Đánh không? Một cái quân mình thôi. Cắm quả. Ê, đéo cắt đũa nghe từ. Khẩu mồm 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 hẳn đéo cắt đũa. Mệt đấy nhỉ? Cây này nếu mà trèo từ tận gốc thì cũng phải đến 7-8 mét đấy chứ. Không tận gốc lên cũng 7-8 đấy. Chúng mày anh, chúng mày. Tìm 2 ngày rồi à? 2 ngày rồi. Ôi may quá. Là bọn anh may hơn chú. Tìm 2 ngày rồi đấy, chuyên đánh mà. Hôm đó đánh 2 tổ trong kia. Thôi bọn anh còn đi đánh tổ trong kia nữa. Nốt còn một tổ ở trong kia nữa. Và luôn lắc này. Đây, đây cắt cho ông ấy một miếng cho hắn này. Tìm mấy ngày rồi. Đấy, anh em biết đâu được đi. Lúc ấy còn một tổ bay vào một tổ đánh mấy tổ rồi? 2 tổ rồi. 2 tổ à, được nhiêu? 7 cân. 2 tổ 7 cân à? 2 tổ được mấy đứa 7 cân á? 1 tổ 7 cân. À 1 tổ 7 cân. À đấy, cho nhộng cho ông luôn đấy. Còn đánh 1 tổ trong nhà thôi kia, tổ kia là 8 cân. Tổ đánh lâu chưa? Đánh tận sau chứ? Tận đợt đấy à? Thôi được rồi, anh em chúng tôi tạm biệt ông áo đỏ này. Thì ông ấy đến sau là đỡ may mắn hơn, hay là anh em chúng tôi rủi quân. Này, ông ấy mới chắc cái túi mày. Đi thôi nhờ. Về thôi. Hay này, nghe chiều. Wow.